khách hàng hỏi chúng tôi rằng là làm thế nào để có thể biết được chính xác đây là cái máy lọc nước gây dơ chính hãng đúng không ạ? Tại vì bản thân trên thị trường thì cũng có nhiều cái dòng máy lọc nước gây dơ lắp ráp rồi cũng rất nhiều cái loại khác nhau. Vậy thì làm thế nào để có thể mua được chính xác cái hàng nhập khẩu nguyên chiếc đúng không ạ? Đối với gây dơ Việt Nam thì chúng tôi chỉ cung cấp cái sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc thôi nhé. Chúng tôi khẳng định với anh chị là gây dơ Việt Nam, gây dơ.com.vn chỉ cung cấp hàng nhập khẩu nguyên chiếc và chúng tôi là đại diện duy nhất tại Việt Nam để cung cấp cái máy lọc nước nhập khẩu nguyên chiếc từ Liên bang Nga. Vậy thì cái sản phẩm này nó có cái sự nhận biết như thế nào? Thì đầu tiên thì ngoài cái video trước thì tôi đã nói là về COCQ đúng không ạ? Những cái phụ kiện hay là những cái liên quan đến máy thì video này tôi sẽ chỉ rõ hơn cho quý anh chị biết được là chúng ta nhìn thì chúng ta làm sao chúng ta biết được. Thì cái điều đầu tiên anh chị thấy được, thứ nhất là cái cốc lọc của Geyser đúng không ạ? Cốc lọc của Geyser đây là cốc lọc rất là đặc thù, cốc lọc nó bo tròn như thế này. Đây là một cái cốc lọc mà tất cả những cái mẫu mã tại Việt Nam không có, thấy chưa? Mẫu mã tại Việt Nam là không có. Đó. Thứ hai là cái sự kết nối của các cốc lọc với nhau. Đây ở đây tôi đã tháo ra rồi. Đấy, sự kết nối của các cốc lọc với nhau. Sự kết nối các cốc lọc với nhau thì nó là kết nối ngang như thế này. Thế còn tất cả những cái máy lắp ráp tại Việt Nam thì nó sẽ đi như thế này. Đó, đi như thế này, được chưa? Đấy, thì đây là cái yếu tố rất quan trọng này. Đi thẳng một đường như thế này, được chưa? Đó, thì đấy là cái sự khác biệt rất là lớn của cái máy nhập khẩu. Ngoài ra thì quý anh chị cũng có thể thấy được rằng là gì ạ? Đây là cái bracket, đúng không ạ? Cái gọi là cái ke bắt cốc lọc. Thì nó cũng rất là đặc thù, khác biệt. Ở Việt Nam không có một cái nhà sản xuất hay một cái mẫu mã nào giống như này. Trên này nó có những cái gân, nếu có những cái gân đúng không ạ? Nó thiết kế rất là đặc thù như này. Quý anh chị có thấy là nó vô cùng đặc thù như này. Và chắc chắn là ở Việt Nam không có. Đấy, chính vì như vậy đây là những đặc điểm vô cùng quan trọng để đầu tiên là anh chị có thể nhìn thấy được là nó khác biệt hoàn toàn này chứ. Anh chị cứ mang cái máy này so sánh những cái hàng lắp ráp đi, thậm chí là những cái máy trên thị trường nó hoàn toàn khác biệt đó, từ những cái chất liệu rồi tất cả những cái này là nhựa nguyên sinh do Geyser sản xuất. Thì Geyser họ có đến 6 nhà máy sản xuất ép nhựa và họ cũng là một cái đơn vị sản xuất ép nhựa rất lớn tại Liên bang Nga. Họ còn ra không khuôn mẫu cho rất nhiều những cái đơn vị sản xuất khác. Thì một cái điều đặc biệt nữa là khi chúng ta tháo cái bracket, có nghĩa là cái ke bắt này ra, đúng không ạ, thì chúng ta thấy điều gì? Thì trên tất cả các cốc lọc của chúng ta ở đây, quý vị có thể thấy được rằng là gì ạ? Nó đều có logo, được chưa? Nó đều có logo dập nổi như này, được chưa? Thứ nhất là logo của Geyser, được chưa? Thứ hai là Made in Russia, được chưa? Tất cả cốc lọc nó đều dập nổi. Đó, cốc lọc nó cũng khác, được chưa? Ngoài ra một cái yếu tố vô cùng quan trọng nữa đối với lại máy Geyser chính hãng đó chính là hút chân không. Đó, chỉ cần tháo ra, cắm nước vào sử dụng chứ không cần phải tháo cốc lọc này ra vệ sinh rồi làm gì giống như kiểu máy lắp ráp anh chị. Đấy, thì đấy là những cái đặc điểm rất quan trọng anh chị có thể nhận biết được đâu là cái máy Geyser nhập khẩu chính hãng từ Liên bang Nga.